Bà Tân Lốc là cái tên khá thân thuộc với giới trẻ thời gian qua. Nổi lên như một hiện tượng mạng thông qua các clip chỉ dẫn làm các món siêu to khổng lồ, bà Tân Lốc mau lẹ gây để ý với con số hơn 3,2 triệu người đăng ký. Bất ngờ hơn, chỉ sau vài tháng kinh của bà Tân đã sở hữu nút vàng của YouTube. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bà Tân Lốc bị than phiền về chất lượng clip, cũng như không còn sự dung dị, chân chất thay vào đó là sự diễn xuất. Không những vậy, một số cư dân mạng còn tố bà Tân thiếu trung thực trong quá trình làm các món siêu to khổng lồ. Từ chuyện dối trá trong video làm bánh bông lan đến nồi đuôi bò hầm siêu thập cẩm thì vừa qua, món cháo yến nấu từ cháo ăn liền của bà Tân lại nối tiếp rơi vào tầm ngắm. Bà Tân nấu món cháo theo cách chẳng giống ai. Trong nồi chỉ có 40 quả trứng nhưng bà lại nói là 50 quả. Mới đây, Hương Lốc Đàn Ông, cũng là người đứng sau những clip triệu view của bà Tân Lốc bất ngờ tiết lộ, trong thời gian tới, kênh YouTube của mẹ sẽ không nối tiếp làm các clip siêu to khổng lồ nữa. Người đàn ông bà Tân cho biết, hiện tại tôi vẫn đang cố gắng đổi mới nội dung để kênh không bị nhàm chán. Sắp tới, tôi sẽ không tập trung làm quá nhiều clip siêu to khổng lồ nữa mà chuyển qua làm các nội dung nấu ăn bình soàn thôi. Tôi sẽ đổi mới dần dần và đăng xen nội dung thế hệ chứ không đổi mới một cách chợt ngột. Hơn nữa, tôi cũng cần có thời gian để suy nghĩ ra nội dung thế hệ và sáng tạo. Trước đó, bà Tân Lốc gây tranh cãi khi cùng đàn ông tham gia thách thức danh hài. Khi chương trình chưa lên sóng, nhiều tin đồn cho rằng bà Tân giành 100 triệu, tuy nhiên, mẹ con anh Hương Lốc dừng chân khi vào vòng 4. Mẹ con bà Tân Lốc tham gia thách thức danh hài bị chỉ trích và gây nhiều tranh cãi trong những ngày gần đây. Sau sự việc này, đàn ông bà Tân từng tâm sự, mọi người cứ bảo tôi và mẹ đi thi thách thức danh hài vì tiền và đánh bóng tên tuổi, nhưng thực ra chúng tôi tham gia chỉ vì vui thôi chứ không phải vì tiền. Mình rất lo khi mọi người có suy nghĩ sai lệch như vậy. Chính vì thế, trước những ý kiến tiêu cực, Hương Lốc đều không cho bà Tân biết gì kinh hoàng mẹ buồn. Ngoài ra, Hương Lốc còn tuyên bố sẽ không tham gia bất kỳ game show truyền hình nào khác mà dành thời gian tập trung phát triển kênh YouTube.